con kính chào thầy. Ở đây là cái ghi lại những công phu tu tập của mấy con. Thầy sẽ về thầy xét qua những cái lời mấy con ghi ở trong này để xét qua cái cách thức tu tập của mấy con ở cái mức độ nào, cái pháp nào. Rồi thầy sẽ giúp viết cái thơ thầy trả lời. Người nào được thì thầy sẽ đến thăm mấy con, rồi thầy sẽ kiểm tra lại, rồi thầy sẽ viết những phần vào sống để tu tứ niệm xứ để được làm được thầy. Thì bắt đầu mình tu tập được như vậy. Còn người nào chưa được thì phải cố gắng sẵn tâm thôi. Vì nó rất là quan trọng trong vấn đề sẵn tâm. Bởi vì tu tứ chánh cần cái mục đích của nó là nó sẽ ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Nhưng cái niệm thiện nào mà tăng trưởng như thầy đã nói đó là cái niệm thiện ăn bất động sanh thiện ăn vô thực. Đó là cái niệm thiện cần phải sanh nó ra, cần phải tăng trưởng lên. Với tăng trưởng tức là cái dài cái thời gian đó, đó là tăng trưởng. Cái niệm thiện mà tăng bất lập tăng trưởng được. Chứ còn tất cả những cái niệm thiện khác nó nằm ở trong cái nhân quả có thiện có ác, có thiện có ác. Cho nên tất cả những cái niệm đó dù là thiện chúng ta cũng phải ngăn diệt. Chỉ có cái niệm bất đồng thanh thản ăn là vô sự, cái niệm đó phải bảo vệ giữ gìn tình niệm mà nó không mất thì trong ý của các con nó không bao giờ có một niệm nào thêm một giờ không mất. Thì đó là những con thành tựu được cái giai đoạn của tứ chánh thành. Mà thành tựu được giai đoạn tứ chánh thành rồi thì các con sẽ bắt đầu qua giai đoạn tứ niệm xứ. Giai đoạn tứ niệm xứ là trong đầu của mấy con không có niệm, không có hôn trần thì niên, ngồi lại một tiếng hai tiếng đồng hồ thân an tịnh, nó không có đau nhức, không có mỏi mệt, không có tê, thì chúng ta mới là tứ niệm xứ. Còn đau nhức tê tức là thân chúng ta chưa ăn, thì mấy con phải lượng lý cho nó cho rõ ràng. Mà nhớ rõ Đức Phật đã dạy chúng ta một cái pháp rất là tuyệt vời. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc nó có hai phần, một phần là thuộc tâm, tâm lo nghĩ điều này thế kia, đó là lậu hoặc. Tâm giận hờn thương ghét là lậu hoặc. Còn thân thì đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, tê chỗ nọ là lậu hoặc của thân. Lậu hoặc là cái đau khổ, cái danh từ ở trong kinh nó lậu hoặc. Cái sự thật ra những cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ ở trên thân, tâm chúng ta đó là lậu hoặc. Cho nên vô lậu là không còn đau khổ, chứ có gì đâu. Mà chứng quả A-la-hán là chứng quả không còn đau khổ. Chữ A-la-hán thì nghe coi như là một bậc gì vĩ đại lắm. Nhưng mà sự thật ra cái trạng thái mà thân tâm chúng ta không có đau khổ, không có phiền não gì trên đó, đó là A-la-hán. Quá là dễ dàng, không có khó khăn gì đâu. Cho nên nghe nói quả A-la-hán là cái bậc A-la-hán, ai cũng nghe nói ghê phớm lắm. Thần thông phép tắc, độn thổ tàn hình, bay trên trời, chinh xuống đất, tất cả mọi cái gì cũng làm được hết. Đạo quả, đó là hắn đó. Thì quả là của ngoại đạo, còn của đạo Phật thì hắn không có như vậy. Mà chỉ có tâm mất bệnh, không có sự hoàn toàn của không có mất bệnh. Bởi vì mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự đau khổ của con người, sinh già bệnh chết, làm chủ được bốn sự đau khổ mình thôi. Chúng ta không luyện thần thông phép tắc gì cả, có chúng ta cũng không xài. Chúng ta đâu phải là con người đi làm trò ảo thuật để gạt thiên hạ sao? Cho nên bây giờ có tứ thần thức, có tam linh, chúng ta không thể niệm ba cái điều trò trống ảo thuật gì đang hết. Chúng ta chỉ biết làm sao mà làm chủ được sự sống chết của chúng ta, đó là cái nhất cho đời kia. Nhưng thầy nghĩ rằng hãy không nỗ lực các con sẽ sắp tới nơi. Không còn bởi vì cái lậu hoặc mấy con đã thấy cái gì mà làm cho tâm bùi biền buồn phiền đau khổ, đó là lậu hoặc. Còn ham muốn cái này, còn ham muốn kia, ngồi đây mà thèm ăn cái gì mà bữa nay sao không có đậu phộng ăn cơm mới ngon, đó là lậu hoặc. Cái gì các con thấy từng cái nhỏ mọn thôi này. Cho nên từ cái ăn cái ngủ, ngồi đây giờ này đâu phải là giờ buồn ngủ mà buộc lên buộc xuống, như vậy là lậu hoặc chứ không. Cả những cái này đều là lậu hoặc. Cho nên những cái đó đều nó không qua mắt được chúng ta. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Như vậy là tác ý ngay liền chứ. Nếu mà hôn trần thì nhiên cũng là lậu hoặc, cho nên tác ý ngay liền. Giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra thì tác ý nữa. Thì một lúc thì cái hôn trần thì nhiên sẽ đi mất chứ đâu còn. Bởi vì Đức Phật đã nói đã sanh thì nó bị diệt. Hãy cho chúng ta không tin cái pháp luật. Mà hàng ngày chúng ta ngồi tu bao nhiêu đó thôi, thì lộ hoặc chỗ nào mà xuyên vô được.
mà nó không xin được thì chúng ta giải thoát chứ sao? Nó cũng không đây các bạn. Ngày ngày chúng ta ngồi chúng ta tu, không nói chuyện với một người nào hết, không chơi với ai hết. Bởi vì chơi thì phải bị phóng dật, mà phóng dật thì mắt mình, tai mình theo âm thanh sắc tướng mà tâm niệm ở trong đầu khởi ra thì như vậy làm sao cho chúng ta bất động? Cho nên chữ bất động trong cái câu bất động tâm, bất động thanh thản an lạc vô sự, bất động là sáu căn tiếp xúc sáu căn mà không sinh sáu thức thì nó là bất động. Còn có sáu thức khởi theo âm thanh mà khởi cái này khởi kia thì nó là tự đẳng. Còn tâm thanh thản thì nó đâu niệm, còn thân an lạc thì đâu đau. Rõ ràng mà câu nó xác định được cái chỗ vô lậu của chúng ta, cái danh từ đó nó xác định được cái tâm bất động vô lậu của chúng ta rồi. Vậy thì từng cái niệm nào mà sai ở trong cái những cái danh từ này nó không đúng là chúng ta tắc ý liền. Tắc ý rất tuyệt vời, không có đau tắc ý sẽ không đau. À, trước đó không sợ, có phương pháp tắc ý để định sẵn, không có sợ gì cả. Nhưng còn lúc lâm ly mà tắc ý, chừng nào hết đau thì thôi, mà còn đau là còn tắc ý cho mình cái gì. Mà thầy giảng con nhiếp tâm và an trú, cái người an trú được thì làm sao còn đau, tại vì người an trú chưa được. Hoặc là cái sức đau nó hơn cái sức an trú, nó làm cho an trú chúng ta mất, cho nên chúng ta. Cho nên hôm nay thầy ở đây, hôm nay thầy đến thăm xưa thường. Thì thầy bảo bây giờ con hãy kiểm nghiệm lại tất cả những hàng ngày, xem coi trên tứ niệm xứ con tu tập tâm niệm con còn có một niệm gì không, rồi sáu căn con phóng dật nữa không, còn có cái dạng không cần thì duyên nữa không, còn có thức ăn uống phi thời không. Ngồi đây bữa nay mà cho rau này phải bữa nay, đừng có luộc mà cho mình mới ra tươi thì tuyệt vời. Thì như vậy tâm dục mất rồi, người ta cho mình ăn cái gì ăn cho mới ăn sống. Thì sau khi mấy con xả được trên tứ chánh tâm thì vào tứ niệm xứ, thì tự cái tâm của chúng ta trên thân quán thân nó chỉ tự nhiếp phục tham ô, chứ không phải là ngồi tứ tu tứ niệm xứ mà còn quán thân vô lậu, quán thân bất tịnh, quán này đó là tứ chánh tâm, chứ không phải là tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục tham ô. Cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, là tu tứ niệm xứ. Hít vô thở ra tôi thấy cảm. Có một người, người ta ngồi, người ta lúc đầu người ta còn thấy hơi thở ra vô, là người ta cảm nhận toàn, cũng quyết nghệ của mấy con, đó là thầy kinh khủng. Cho đến khi hơi thở không còn nữa, mấy con không thấy hơi thở nữa, vẫn thấy tâm bất động thanh thản an lạc. Từ giờ này, người mà đang theo ở sát lên, thầy mong rằng mấy con sẽ được thầy dặn dò cho tu vậy, sẽ tu như Kim Hoa. Kim Hoa đang ở trên cái này, tăng dần thời gian dài và sau. Bây giờ không còn có hơi thở nữa, nó dẫn quán cho thân, rất thành thản. Cảm nhận được thân không niệm, nó khắc phục từng cái vi tế của tham ưu ở trong tâm của nó. Mấy con làm được chưa? Những người nào được thì sẽ gõ theo thầy, ôm bác theo liền. Thầy sẽ có một số nhà chờ đợi cho mấy con được là theo sát bệnh thì sẽ dạy mấy con tu tư mình để liền tứ thần tốt, bốn cái lực như thần để làm chủ sự sống chết mấy con. Thầy nghĩ rằng mấy con người nào cũng tha thiết thì vậy, không có ai mà muốn ngồi đây tu ngày tháng trần trờ như thế này. Cho nên mấy con trình bày những số bức tâm thư gửi cho thầy, trình bày sự tu tập của mấy con từ 20 phút, 15 phút, 20 phút, 5 phút nhiếp tâm an trú tâm từng chút. Thì thấy đây là một công lao bằng mồ hôi nước mắt của mấy con tu tập cho chúng ta biết, ráng nỗ lực hàng ngày tu tập bỏ hết các công bỏ hết cuộc đời bỏ hết, chỉ còn có bao nhiêu một lần đến đây dù người tu sĩ mấy con cũng bỏ. Chỉ còn có cái hướng duy nhất là làm chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt đi, đó là mục đích phải đạt được, không thể nào mà tiến được. Cho nên mới còn phải nói, dù là những người tu sĩ trẻ cho đến những người tu sĩ già 70-80 tuổi, 60-70 tuổi mới còn nỗ lực nhất là cũng được, mới còn phải cố gắng một chút xíu, tạo hết bỏ hết cho thầy. Có nhiều lý thắc ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nhớ còn một cái này thì là phương pháp tuyệt vời, nó sẽ giúp cho mấy con giúp những lậu hoặc để trở thành tăng vô lậu. Như hồi nãy thầy đã nói, chứng quả ai hán là chứng quả vô lậu chứ có gì đâu, tu để vô lậu chứ có gì đâu, chứ đâu mình phải luyện thần thông cái tắc gì đâu. Nỗ lực nhớ câu tắc lý, tùy theo mỗi tâm trạng mỗi niệm của mấy con mà tập cái
câu ra cho đúng cái niệm đó mà ta ý đuổi đi, rồi cuối cùng nhắc lại cái câu tác ý cuối cùng của nó, tâm bất động thanh thản, tâm sẽ trở về trạng thái bất động thanh thản. Không được nghĩ cái này nghĩ cái kia, dừng lại hết, chỉ có tâm bất động thanh thản. Còn tôi nhớ tác ý quán xét và tác ý câu nào thì xả thân bệnh tâm bệnh lên, cuối cùng thì dẫn nhắc cái câu bất động thanh thản. Để nhớ nhắc cái tâm chúng ta luôn luôn trở về những cái trạng thái đó, thì thầy tin rằng không lâu đâu mấy con sẽ được như con. Tin rằng thầy con sẽ nhớ được những cái người nào đã được thì ôm bữa theo thầy. Thầy Trương Quang hoặc thầy Kim Quang đang tu tập cũng nhiều khó khăn lắm mấy con chứ không phải vậy, nhưng đã vượt qua được những cái con, vượt qua được những con. Thầy đã tự giúp cho vượt qua những con. Nó không phải dễ, nó lọt vô trong quan tâm. Ngồi đây nó không niệm, nó căng thẳng, nó mất hơi thở luôn. Rồi nó rớt trong không, từng ở tưởng rằng mình đã ở trong cái trạng thái bất động tuyệt vời. Nhưng nó căng thẳng, ghê gớm lắm. Nó không ở cái trạng thái đứng yên ổn của thứ gì thứ, mà nó rớt trong quan tâm. Nhưng ở gần bên thầy không phải quá sợ. Còn ở xa thầy, ai chỉ ở cho mấy con biết cái đó là cái quan tâm. Nó con biết, nó con tỉnh chứ nó con có gì đâu mà không. Nhưng mà bây giờ nó không nghe. Nó không nghe bên ngoài, nó không thấy bên ngoài. Mà nó lặng lẽ bên trong, nó không có cái gì trong này hết. Mà nó biết. Đó là quan tâm. Còn bắt đầu bây giờ chúng ta ngồi đây mà âm thanh, viêm hót, gà rẽ, chó sủa, người đi qua, tiếng động nghe hết. Nhưng không có vật. Nó là một cái bình thường. Nhưng nó nằm, nó khắc phục, tham ưu. Ở trên thân tọa tâm thân, nó làm cho thân tọa tâm thân hoàn toàn không đơn không tứ. Cho nên tứ niệm xứ mà ngồi trên thân quán thân, rồi quán thân thế này, quán thân thế khác, như trong cái bài kinh tứ niệm xứ, thì thật sự ra thì họ chẳng hiểu nào cả. Tứ niệm xứ không phải như tư tứ sáng cả, họ quán chắc nhiệt. Cho nên học theo Phật Pháp, có kinh nghiệm rồi, thì người tu tứ niệm xứ sai biết liền. Nhưng ông đừng có dối gạt tứ niệm xứ mà tu theo tứ chánh cần. Vậy tứ chánh cần tu cái pháp gì đây? Tứ niệm xứ thì làm gì mà còn nó ngồi mà tư duy suy nghĩ mà ở trong cái tâm động như vậy được. Còn tứ chánh cần thì chúng ta tư duy suy nghĩ để ngăn về việc ác pháp, để cho cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự nó mới hiện tiền, nó mới sanh ra, nó mới tăng trưởng. Còn tứ niệm xứ Đức Phật có dạy chúng ta tăng trưởng cái thiện bao giờ? Mà đã ở trong cái thiện đó chứ, cái chân lý đó chứ, cho nên đâu cần phải tăng trưởng. Còn tứ chánh cần nó có lúc hiện lúc mất, cho nên phải sanh nó ra để bảo vệ nó, để cho nó kéo dài ra, gọi là tăng trưởng. Cho nên tứ chánh cần nó có cái nghĩa đó, rất rõ ràng mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Còn tứ niệm xứ Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, chúng ta ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ để nó nhiếp phục tham ô, chứ đâu phải ở trên tứ niệm xứ mà quán mà thấy. Nào là quán thân bất tỉnh, nào là quán tâm vô thường, có bao giờ dạy lạ lùng như vậy, tứ niệm xứ gì? Người tu sai là biết liền. Cho nên ai cũng nói tu tứ niệm xứ, mấy người tu tứ niệm xứ sao mấy người nói tôi nghe. Hôm nay chúng ta ai nói sai chúng ta biết liền, người đã tu tứ niệm xứ được chưa? Biết liền, không giấu chúng ta. Bây giờ mấy con đi qua có cái trường thiền của Miến Điện của Thái Lan mà dạy tu tứ niệm xứ ở bên đó thì nó dạy năm tâm, nó dạy khác đó. Nhưng mà nó tu sai nữa, nó không biết tứ niệm xứ là tu làm sao. Cho nên ở đây thầy nói để thấy rằng thầy hướng dẫn mấy con mà qua kinh nghiệm bản thân của thầy là một người đã chịu đựng bao nhiêu sự gian khổ để rồi mới thấy được cái chánh pháp thật của Phật của Đức Phật, mới biết được tứ chánh cần tu như thế nào, tứ niệm xứ tu như thế nào, tứ thần phúc phải liền như thế nào. Mấy con may mắn, mấy con biết được thầy hướng dẫn từng pháp, tu cái này xong rồi mới bắt đầu tu cái khác. 37 phẩm trợ đạo không phải 37 pháp môn tu tập sao? Chưa tu pháp này mà nhào tới tu pháp khác, chưa tu tứ niệm xứ mà lo tu tứ thánh định là tu sao chứ được? Tu tứ chánh cần chưa xong mà lo tu tứ niệm xứ là tu cái gì? Giới luật chưa thông suốt, đức hạnh chưa rõ ràng, sống còn phạm giới phá giới, bao nhiêu người cư sĩ có chồng có vợ có con mà vô tu tứ niệm xứ tu cái gì đây? Tu gì đúng sao? Không thấy đâu. Bởi vậy cho nên Phật pháp mà hiểu biết một cách lệch lạc thì hướng dẫn ai mà tu được giải thoát? Cho nên ở đây cũng còn phải cố gắng kiểm nghiệm lại trên tứ chánh cần hiện giờ thì các con đang tu tứ chánh cần. Nhưng sự nhiếp tâm và an trú trên hơi thở là mục đích để hỗ trợ xuất tỉnh thức ở trên tứ chánh cần mà ngăn nhiếp tạp tâm chứ không có gì.
chứ không phải là niết tâm an trú để đi vào tới niệm xứ được, nhưng mà nó trợ giúp để mấy con xả tâm ngăn ái nghiệp. Bởi vì bây giờ mấy con tu 30 phút niết tâm theo pháp như lý tất ý, niết tâm được rồi thì an trú tâm được rồi, là cái thức tỉnh mấy con có được 30 phút. 30 phút rồi mấy con mới ngồi mới kiểm nghiệm lại, coi từng tâm niệm trong đầu của mình có khởi ra niệm gì niệm gì, coi tâm mình nó còn khởi ra phá giới phạm giới gì, mình sợ cái tâm phạm giới. Giờ này không phải giờ ăn mà nó muốn ăn thì đó là nó phạm giới phi thôi. Giờ này không phải giờ ngủ mà nó muốn đi ngủ, nó vụt tới vụt lui, nó là phi thôi, nó phạm giới phi thôi. Nó ngồi ở đây mình buồn quá, nó nói thôi đi ra kia gặp sư nào hay là thầy nào nói chuyện chút đi vui, thì đó là phạm giới quá. Cho nên ở đây mấy con phải cố gắng. Thầy đang trong đầu mấy con ta thất, thầy bên nam thầy đã tất xong, còn 12 cái thất bên nữ nữa. Nhớ rồi thầy sẽ đưa mấy cô mà tu tốt vào 12 còn bên nam 16 cái thất để dành sẵn cho mấy con. Bây giờ có một người con 15 cái thất, người nãy giờ thầy đã nói đó là thầy xin qua đã theo thầy và đã xả bỏ rất nhiều, cho nên thầy kỷ niệm được thấy tâm bất động tu tứ niệm xứ được, cho nên thầy cho thầy không để ở trong cái lớp học dưới luật đức hạnh mà đang học rất là. Bởi vì mình đang học mình còn học để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình phá, cho nên những cái lớp học rất lợi ích là vì cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, nó chưa hoàn toàn để biết phục được, cho nên mình ráng học. Nhưng mà mình thấy được cái tâm của mình phá được, giữ được nghiêm chỉnh được thì mau mau theo thầy mà chất vấn. Mấy con chỉ còn cái túi bát như mấy túi ba y mà thôi, đâu có gì đâu, chỉ xỏ cái túi bát trên vai là đi thôi, ở đâu thì cũng nghỉ ngơi cũng được. Mấy con cứ nhìn cái thất của thầy một tảng đá, cái kia thì thầy suốt đời thầy ở trên tảng đá đó mà một cái thất đó, và thầy ra đi rồi thì chẳng có cái thất nào là của thầy, chỗ nào thì ở cũng được. Bây giờ nó không nhà không cửa thầy. Như đức Phật ngày xưa, chỗ khu rừng nào cũng là nhà cửa mình hết, thì bây giờ bỏ cái thất của thầy đi, đến chỗ nào thì ở chỗ nấy, nếu có nhà thì ở nhà, mà nếu không nhà thì ở cổ cây, có gì cũng không được. Cho nên thầy là người vô gia cư, vô nhà cửa rồi. Thì mấy con theo thầy cũng vậy, mỗi đầu thì còn có thất bản, nếu vào khu rừng nào đó thì chúng ta sẽ ở dưới bóng cây tàn cả cuộc đời. Người chiến sĩ đâu còn có gì mà đó, chỉ có một trường giải thoát cái mục đích chúng ta đạt được đó, nỗ lực tuần này thì sẽ được sống gặp mình. Tin rằng mấy con người nào cũng ao ước sống được bên này, không có người nào mà không ao ước, nhưng muốn được bên này thì phải ráng bỏ hết, xả hết, phát nhiều lý tâm ý hàng ngày hàng giây hàng phút đều tác ý giữ gìn bất động tâm thì mới con sẽ được tự vực. Đừng có lơ lỏng với cái tâm như để cho tâm mình nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ mà không tác ý, làm như con lưỡi Phật đã ban cho chúng con cái pháp như lý tự vực rất là tiền rồi. Và trong bài kinh Lậu Hoặc, trong kinh Trung Bộ tuyệt là có nhiều lý tác ý, Lậu Hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đã sanh bị diệt, là cầu nói quá hay. Nhưng chúng ta có đủ niềm tin để tác ý chưa? Có sống với pháp tác ý chưa? Hay là chúng ta tác ý rồi thôi rồi thôi rồi bỏ, rồi tâm để cho nó thống giật nó chai thôi, lung tung dưới trời. Nhớ kỹ chưa? Tất cả các cư sĩ không có mặt không? Hãy nỗ lực tu, đừng nghĩ rằng chúng tôi là cư sĩ, mà hãy nghĩ chúng tôi là tu sĩ. Giờ đây thì giới luật mấy con phải ăn ngàn bữa, không được ăn khi rồi. Mấy người nào mà ăn khi rồi thì ngay đó phải tác ý liền. Là một tu sĩ Phật giáo không phải ăn uống khi thời, mà không được ăn 3 bữa, mà chỉ ăn 1 bữa để mà sống, không được ăn nhiều, không được tham ăn. Thân này ốm mà tinh thần lớn, thân này mập mà tinh thần nhỏ, để làm gì đây? Chúng ta xác định cho rõ là cuộc đời tu hành của chúng ta, cuộc đời tu hành của chúng ta là chấm dứt tái sinh luân hồi, không còn sinh làm người nữa. Là người khổ lắm đi, được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn, nhưng sanh làm người để mà khổ nhất định là không sanh, chỉ một kiếp này là không chết, thì không nhất định là không chết trong bệnh, mà chết trong tự tại, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, không có ai có quyền cản chúng ta được chuyện. Cho mấy con tu theo thầy mà để chết trong bệnh thì thật là không xứng đáng, không xứng đáng để tự tu. Nhớ kỹ đi, bây giờ mấy con còn hỏi gì? Người nào muốn hỏi gì thầy sẽ phải, và đồng thời thì cứ về hết lo tu tập, để rồi người nào được thì gọi quá cho thầy.
không ai cản mấy con được hết. Thầy mở cửa, mấy con cứ theo. Nhưng mấy con phải đạt được chất lượng hoàn toàn khi đến thì thầy cho vào có cái tiếng niệm là đàng hoàng, ngồi xếp bàn ngay ngắn, tả tăng con ấy từng tâm niệm suốt trong 30 phút không niệm được rồi vô hết cửa, còn nếu niệm thì đuổi về rồi tu tập lại. Có vậy thôi, nghĩa là mấy con bây giờ muốn theo thầy thì ngay bây giờ theo thầy cũng được liền, nhưng thầy kiểm điểm lại hết coi tâm còn niệm hay là không niệm, tâm còn phạm giới hay là không phạm giới. Xong rồi thầy thấy hoàn toàn thanh tịnh thầy cho vào thất liền. À bây giờ con về cái thất ở chỗ đó, từ đây về sau chết trong thất đó mà sống thì phải chứng đạo, coi như cội bồ đề của mấy con đó. Thì thất của mấy con là cái cội bồ đề mà con phải chọn đấy. Có vậy theo thầy mà tới tứ nhiều thứ rồi thì coi như là Đức Phật đã chọn lấy được cội bồ đề. Cho nên nguyện nát xương mà không chứng đạo thì thà chết với cội bồ đề chứ không không rời khỏi cội bồ đề. Các con cũng vậy, khi mà theo thầy tới cái giai đoạn này rồi thì cái thất đó là cái cội bồ đề của mấy con, một là chết, hai là chứng đạo ở đó chứ không có còn đi đâu nữa hết. Vì trên đời nay không còn chỗ nào mấy con sẽ tu làm chủ được bốn sự đau khổ này. Thầy nói thật sự, Phật giáo 74 nước tập hợp về đất nước Việt Nam chúng ta căn kỳ đại hội liên hiệp Phật giáo Việt Nam 71 phái đoàn của Phật giáo các nước trên thế giới tập hợp, chưa có một vị hòa thượng nào dạy chúng ta làm chủ trong lòng chứ, chỉ có cầu cúng là nhiều nhất. Phái đoàn Phật giáo nào cũng cầu cho thế giới hòa bình, tụng niệm cho thế giới hòa bình. Ở đây không có tụng niệm hòa bình gì hết, mà chỉ có làm chủ sinh già bệnh chết thì sẽ hòa bình. Thì nhắc lại cho mấy con biết, đạo Phật có một nền đạo đức để đem lại sự hòa bình cho thế giới, đó là đạo đức nhân bản như vậy. Mà các vị hòa thượng trên thế giới này nhiều nước mà chưa triển khai được cái nền đạo đức nhân bản như vậy, thì vẫn biết cái sự tu học của họ ra sao. Dù là đó là mặt tâm những vị lạc ma cũng đã đến tham dự ở trong cái sự giảng tu, mà thầy là người được dự ở đó thì không thấy thầy đặt ra, thầy đặt ra câu hỏi pháp nào của Đức Phật thực tế và cụ thể nhất để ngăn chặn sự xung đột vậy? Thì cái gì chủ tọa của cái cuộc họp thảo đó là một cái người Ấn Độ trả lời, chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi, chứ đủ biết là họ không hiểu rồi làm sao trả lời được. Một người đặt ra câu hỏi là người ta đã biết pháp Phật nào rồi, cái pháp nào rồi, mà bây giờ hỏi lại thầy cái pháp nào thì mất mặt tất cả các cái Phật giáo thế giới sao? Cho nên tôi rất hỏi, chỉ nói tôi không thể trả lời. Người ta trả lời bằng tiếng Anh, bởi vì người ở trong cái buổi họp mà Phật giáo thế giới sử dụng bằng tiếng Anh như mình dùng tiếng Việt này đẹp, thì thầy nói thật sự với nhau thì mấy con biết rằng chúng ta là những người may mắn được gặp thầy là một người thực hiện trên phương pháp chính của đạo Phật, gặp chủ được bốn sự đau khổ, xác định được rõ ràng pháp tu hành như thế nào đúng, như thế nào chỉ cần mấy con tu tập là đạt được, nỗ lực tu là sẽ được đạt. Không phí một cuộc đời đến đây sẽ không khỏe, đến đây rồi mấy con đi ra cũng như quý sư khác, quý thầy khác, thì bước ra khỏi tu viện này là chúng ta đã làm chủ sự sống chết, chúng ta mới biết là tội tu. Bây giờ mấy con chuẩn bị sẵn sàng, người nào được, không ai cấm cản được, không có người nào mà nói là bây giờ mấy con sắp quá theo thầy mà người ta cản mấy con, không cho mấy con, thầy dám cản. Nhưng mà thầy kỷ niệm đúng thì chỉ cho cái thất, con sẽ ở trong cái thất này, con sẽ tu thấy rất đáng tiếc. Còn chưa được thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con để tới khi mà tâm bất động không thể an lạc vô sự quan toàn, sẽ đưa mấy con vào tu viện dễ liền tu viện của thầy. Thầy không bỏ một người nào, các con ngồi trước mặt thầy thì không bỏ một người nào, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Nhưng mấy con phải là người đem sức lực của mình tu tập, chứ thầy không tu tập được, thầy chỉ là người hướng đạo dẫn đường, chỉ bảo cho mấy con phải tập như vậy, làm như vậy thì sẽ đến nơi tới chốn. Bổn phận thầy, trách nhiệm thầy là hoàn tất con đường, là người hướng dẫn đường đi, chứ thầy không tu dừng mấy con, thầy không thực hiện dục của mấy con. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, các con tự bước lên mà đi, ta không thể đi dùng cho các con được con đường ấy. Đức Phật cũng nói như vậy, còn thầy bây giờ cũng nói như vậy, các con phải tự đi, thầy chỉ là người chỉ đạo hướng dẫn cách thức tu tập cho mấy con để đi đến nơi được chỗ, chỉ có mấy con đáng, không phải đáng mà là phải dùng hết sức lực, chúng ta phải tu ngày tu đêm như vậy, ngồi chơi mà trả tâm như người vô sự mà giải thoát,
chứ không phải ngồi cố gắng cắm chặt răng tập trung của cái này thế khác thì cái này không được. Không phải ráng tu tập như vậy mà cứ tập từ ngày này qua ngày khác, ngồi từng tỉnh thức, từng tâm niệm để phản, đó là cách thức thì giải. Ngồi chơi mà giải thoát, ngồi chơi mà tu tập. Không có nói là bây giờ giờ này mà tôi tu, giờ khác tôi nghỉ. Người nào cũng tu, giờ nào cũng xả. Cho nên nó giờ này tôi tu, giờ khác tôi lợi kia tôi nói chuyện. Thì cái này mới còn tu một chút, tầm ngàn đời cũng chưa sánh đặng. Cho nên giờ nào cũng tu, từ ra có cái giờ mà mấy con đi nghỉ là mấy con lên giường nằm khiết tường mà nghỉ. Hết cái giờ khiết tường nghỉ, tả ra đi kinh hành, tả ra ngồi lại chơi mà xét quán xét từng tâm niệm để cho tâm bất động thanh tạng là như vậy. Chỉ có như vậy thôi. Cho nên thầy thấy mấy con mà nói chuyện mà gặp người này kia là thầy còn phải chỉ sống độc cư độc bộ độc hành một mình thì mấy con sẽ cần thầy. Nói như vậy thì mấy con nhớ rằng cái duyên của mấy con chưa đủ thì mấy con phải trở với tu viện một thời gian có gì. Nhưng sự nào thầy thấy có một vị thầy kéo dây điện, nhưng mà cái duyên của vị thầy thì giúp tôi. Thầy thấy mấy con có người phải đến đây để trợ giúp cổ, để trợ giúp cho những cái cơ sở ở ngoài kia, để các cụ già có nơi nghỉ ngơi an dưỡng, ngài có thể ăn một bữa, hai bữa, ba bữa để tập dần, rồi sau khi tập một bữa được mới vào cái viện của chúng ta. Không kéo ở trong này các cụ già mà ăn bữa ít hôm các cụ ăn không rất tập. Rồi ngoài đó có một cái lớp học để cho các cụ học giới luật đức hạnh, và lần lượt nó thấm nhuần được đức hiến sinh, các cụ sẽ không bao giờ còn thành các để trợ giúp cho bao nhiêu người tu hành không riêng chúng. Cho nên các con có duyên hãy trợ giúp cụ ở lần này để hoàn thành cái khu an dưỡng cho những người già, cái khu để mở mang các lớp học để cho bà con trong xóm của chúng ta được học đạo đức, để không còn tệ nạn xã hội. Các cháu của chúng ta chạy theo vật chất dục lạc, ăn uống thời bây giờ đồi trị thương xét, tạo cho các cháu trở thành những con người hiến đạo đức, trộm cắp, tham lam, bài bạc, trị loạn bằng cách này. Chúng ta rất là thương xót. Cho nên cái hình thức mà cấp mấy cái lớp học của tổ quản là mục đích để nêu đem cái nền đạo đức nhân đạo dạy cho bà con chúng ta. Còn chúng ta hiện giờ là những người tu tập phải sáng cố gắng đến chỗ làm chỗ tâm lạc, và mấy con là những người sẽ tiếp cận sống bình hạnh, cố gắng ngày mai sẽ ở gặp bình hạnh. Tin rằng ngày mai trong các thầy sẽ là các sư thầy, sẽ là người được sống bình hạnh. Thầy phải nỗ lực được gặp bình hạnh. Nhưng thầy còn sống thì thầy là một người cha để mà dẫn dắt con của mình đi đến nơi đến chốn, không bỏ con của mình. Nhưng mà một ngày thầy chết rồi thì các con là những người tu tập có kết quả, thì mấy con thay thầy mà dẫn đàn em, dẫn con cháu của chúng ta tu hành, chứ đừng có vội vàng mà nhắc biết vậy. Tội lắm mấy con, bao nhiêu con người sinh nên chúng ta còn đau khổ vô cùng, chưa có đủ biết cách làm chủ sự sống chết, còn còn đang đau khổ. Cho nên khi thực hiện được mà được cái lò tu luyện của thầy ra mà làm chủ được sự sống chết rồi, thì mấy con đem hết sức của mình như thầy để mà trợ giúp tất cả mọi người. Đau khổ lắm. Mấy con tu được là làm gương cho những huynh đệ kế của mình, và họ nỗ lực, họ hăng hái, họ nỗ lực mà tu được. Phải tâm mấy con tu được như thầy một người, hai người là xung quanh đây họ nỗ lực hết mà. Tại sao thầy đó xin đó tu được mà mình tu không được? Họ nỗ lực. Rồi các cư sĩ người ta thấy thầy đó cũng tu được, tại sao mình không bỏ gia đình của mình, mình không sắp xếp cho ổn thỏa để cho mình đi tu, để mình sống ở trong sự đau khổ sinh già bệnh chết như thế này sao? Còn thấy một cái gương hạnh tu giải thoát được là đã sắp tới biết bao nhiêu người không? Cố gắng lên con. Bên đây thầy xin chân nhất để nhắc nhở mấy con. Người nào mà thấy nhất tâm được, kiểm nghiệm lại tâm mình trên tứ niệm xứ, ngồi cho thấy hoàn toàn bất động sinh thật vô sự. Có biết hơi thở cũng được, không biết hơi thở cũng được. Để đến trường thầy, con sẽ theo thầy được rồi. Nếu con cứ đến ngày tỏ cửa, xin thầy, con theo thầy được rồi. Có vậy rồi, mấy con kỷ niệm được tâm với con vậy, thì mấy con gõ cửa, thì thầy sẽ đến dẫn mấy con vậy. Thầy,
con là sức thật thức nên hôm nay thì như chị muốn thầy qua thời điểm dân tộc của con mà thầy khi nhờ thầy đã giải đáp thì con sẽ tìm hiểu bài của trong chương trình mình con và thầy nhờ con xin thầy là con đặc thư đặc thành với một thầy trong dân tộc của mình chưa được thầy và con đặc thư đặc thành đặc thư đặc thành chưa rồi. Để rồi thầy sẽ cho con vào cái hành của con, cái hành của cái kỷ niệm con đây thì chúng ta của con rồi, con yêu tập, con thích con, con yêu tập, thầy chỉ mong cho mấy con vui nào được, thầy sẽ dạy dạy thầy kỷ niệm được, thầy cho rồi còn ai nữa không con? Ráng cố gắng thầy kỷ niệm đàng hoàng với con, thầy trách nhiệm đàng hoàng rồi với con cứ trình con có quên gì không? Dạ kính bạch thầy, con tìm thiên cảnh thiên cảnh nữa là trước con có tìm thầy ở dưới thái sư nhà con đi cái phóng niệm thật ra thì sau một tuần thì cái phóng niệm đấy là nó quan niệm rất nhiều. Thế trong sau một tuần thì hôm 17 tháng 5 thì bắt đầu con là bất động con có khởi niệm và thứ hai là bắt đầu tâm sắc xin báo tâm cư về thầy. Nếu mà đưa các thầy sẽ đến kỷ niệm với con. Còn từ cái từ mình lớn tuổi rồi con biết thật nhiều thả ráng qua cho tôi sao tình cảm với thầy xem có cái tâm mình có được không? Không có muốn biết vì sao con nói là thầy không có cảm thấy thật là tôi biết tình cảm nếu mình được quyền cái bộ vật và để trả tâm và tôi nhận được thở tức là anh là thật chí là bởi lý để tôi kiên trì nếu tụi con tu tập trả lại phục lực được không? Được chứ, bởi vì con sẽ tu cái hơi thở để trợ giúp cho cái sức tỉnh và để mà thẳng tâm chế đâu có gì đâu. Chứ không phải là cứ riêng hơi thở để mà đi vào cái chỗ mà giải thoát được. Bởi vì 16 cái đề mục của định niệm hơi thở, hai cái đề mục nữa ở trong pháp dạy cho La Hầu La, trong pháp là pháp dạy cho La Hầu La nghĩa là 18 đề mục, và trong pháp trong hành niệm một đề mục nữa là 9 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái mục đích của nó để chỉ hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái pháp nào phải thực hiện cái đề mục đó. Chứ không phải tu riêng, hơi thở chỉ tu riêng của nó, con thấy giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết chưa, đó là mục đích để làm cho chúng ta không hỗn tạp. Còn an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết chưa, an tịnh tâm hành, đó là cái mục đích để cho tâm được khởi nghiệp. An tịnh thân hành, tôi biết tôi biết chưa, an tịnh thân hành để làm cho cái thân không còn đau nhức tê thở. Còn đấy, hơi thở nó không có tu riêng được, mà nó tu ở trong cái pháp khác với tinh thần. Bây giờ thân nó đau thì nó phải sử dụng hơi thở để nó quét ra, nó không còn thao ở trên để cho nó ngồi bất động yên lặng, để cho nó không còn lậu hoặc, để cho nó tiếp tục tu ngăn ác gì vậy. Cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở tu riêng. Còn biết vô tôi biết, biết vô thở ra tôi biết vô, đó là tập tỉnh thức trên hơi thở. Nhờ cái tỉnh thức đó mà quan sát từng tâm niệm ở trên tư tinh thần. Cho nên nó cái định niệm hơi thở nó áp dụng cho cái pháp lý tinh thần những cái định mục đó, cho nên nó không có tư duy, cho nên không có phải tư duy pháp, mà nó chỉ có một pháp duy nhất mà tư duy thôi. Cho nên con thấy 37 phẩm trợ đạo là ngũ căn ngũ lực thất giác chi là 17 là cái gì, năm cái pháp tứ như tứ địa xứ này, tứ tính cần này, tứ thần túc này, tứ bất hoại tịnh này, tứ nhiễm túc này, năm cái là 20 cộng lại là 37 phẩm trợ đạo, có phải không? Thì chúng ta tu tiếp tính cần tứ nhiễm xứ đưa ra 236 phẩm trợ đạo.
cái pháp này tôi biết, mà đâu có ở trong đó đâu có nó hơi thở. 27 phần tự động nó hơi thở. Vì gì hơi thở nó sẽ tu ở trong các pháp này, nó sẽ thổi, nó trở lực ở trong các pháp tu. Còn nữa, cho nên nó không có tu đi. Có thổ còn thấy mê thở thì nó thân thở tâm pháp với cái là 4 mình pháp. Còn ở đây thầy nói 18, thành ra mình có thể là 16 cũng được, mà không 18 cũng được. Nếu mà mình thấy cái gì mà mình thành thành như thế mà mình thấy cái tâm của mình thì mình chỉ cũng như cái đó là sẽ mình như biết ấy. À, cái đó là cái pháp mà Đức Phật này xác định chỉ. Ví dụ bây giờ không có một cái gì sướng, mà Đức Phật ở trên của định niệm hơi thở nó có cái định một cảm giác toàn thân tôi biết những gì, cảm giác toàn thân. Để phát hiện được anh tôi biết những thứ thì anh phải cảm nhận được cái thân quan cái hơi thở đó. Mà anh không được tập trung trong hơi thở, mà anh tập trung trong cái cảm nhận của thực hành. Anh mới phát hiện được như vậy. Chứ không phải anh tu để mà anh tu cái đề một đó, anh tu cho anh cho định niệm hơi thở, anh tu cho tôi biết những thứ, anh biết được. Cho nên cái người mà hiểu được cái định niệm hơi thở thì biết định niệm hơi thở nó không phải tu riêng cho nó được, mà nó tu cho các cái pháp khác, nó sử dụng thôi. Bởi vì hơi thở là thân hành nội, thân hành nội. Cho nên nó ví dụ 16 thì nó chưa đủ, bởi vì nó riêng về hơi thở chứ nó có 16. Nhưng mà bước thêm một cái giai đoạn nữa thì pháp thân hành tu, pháp thân hành niệm, thì trong pháp thân hành niệm nó có dạy về hơi thở. Cho nên nó có những cái đề mục của nó thêm nữa, tức là 19 cái đề mục của. Cho nên ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La thêm 2 cái đề mục trong hơi thở, để La Hầu La ngồi mà hít thở tu, để mà đưa vào cái tứ chánh cần mà ngăn diệt tả tăng. Không có hơi thở thì ngăn diệt tả không được. Thôi hiểu đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy ở đâu nó có căn bản, có căn cứ được nó. Cho nên hôm nay á, thì nếu mà cái tâm mình bất động được, không thả ăn lạc vô thường được, thì căn cứ trên cái gì chứ? Không ngồi chơi, không ngồi kia, không ngồi gì hết, mà tâm bất động, tâm thả ăn lạc vô thường. Hoàn toàn ở trên pháp như lý sở hữu. Lúc thì việc sử dụng hơi thở, lúc thì không sử dụng hơi thở. Cần thì sử dụng cái đề mục của hơi thở đó để đuổi cái niệm đó ra, còn không cần thì không có tu hơi thở. Đó là những cái tư cách.